Rồi chào 500 anh em YouTube. Thì lại là cái show đích 150. Giết của Tăng thì Tăng vô cái xe đây. Thì hôm nay sẽ làm một cái clip giải thích về cổ mô tăng giả dinh, cổ mô tăng nhét vô mô dinh cho anh em fan club của Tây lấy cái mô có cái mô rider có cổ tăng đến leo thấy không, với lại cái một cái cô mô một khúc bên không á đó. Rồi thì đầu tiên ấy ấy chủ xe vô đây luôn anh, mày lấy ghế vô đây ngồi luôn. Dạ cho mày ghế này, cho anh cả ghế là thấy được chủ xe đúng không nhìn rồi. Thấy anh em đâu, đầu tiên á cái giá mà làm cổ bô là nhét vô đây là 900, thấy nó làm sao? Lúc đầu em nói là ok theo ý em là em quay mặt em giờ phía camera, cái mặt á nhìn cái mặt là hiểu nha, khó tính nè, kỹ xe nè, xe chạy 2 năm mà như là mới mua gì đó, cho nên là khi làm xe cho nó rất là khó khăn. Ủa có làm nồi luôn rồi đúng không? Xăng gió là có làm nồi Uma của anh Tây rồi nè, xăng gió của anh Tây rồi nè. Và đầu tiên mình sẽ giải thích cái cổ mô tăng nhét vô cho cái cổ này nè. Cổ của em trai vẫn là đi cổ Titan rồi. Đầu tiên cổ của em trai vẫn là đi cổ Titan rồi. Và đem đi trên cái xe mô này luôn, nó là như vậy. Thì cái cổ này là mua như cổ này là mua 950, là lúc đó người ta hàng vô vậy là người ta cũng tiền rồi. Rắn thôi. Cái này nó bị lỏng lỏng tới là cô để đâu đang mới đi. Giống như là đầu tiên á mua cái cổ này là 950 là người ta gắn giùm lên xe. Và đây là cái cổ Titan. Xe này vẫn đang đi cổ Titan luôn. Và em trai á là khách là bà được bao nhiêu lâu rồi? Không, khách em sửa xe là được 2 năm phút còn điện. Là nó sửa ở tiệm Tây là 2 năm rồi. Thì trong 2 năm đó là đã có làm một cái nồi Uma và làm xăng gió thì mới làm gần đây. Thì cái cổ này người ta đi trên xe của người ta á, nó cái cổ này so với đường kính của cổ Titan này nó sẽ hơi nhỏ hơn. Thì hiện nay là cái YouTube của Tây là được 1000 sub thì sẽ có rất là nhiều người xem. Nhưng mà chỉ có Tây xin giải thích cho những anh em nào khách của Tây và quan trọng là theo dõi kênh của Tây á, cái mục đích và cái cách mà nhét cái cổ tăng vào đây. Cái cổ này giống như trên thị trường á là chỉ có một khúc đầu từ đây nè lên đây thôi, là mình mua là 950 và mình chỉ gắn vô, cho nên là nó rất là dễ. Còn khi á khi mà mình làm nguyên cổ Titan này nè, giống như mà nguyên một cái cổ tăng, nguyên cái cổ tăng này á thì nó dài tới đâu đây, nguyên cái cổ tăng là nó xuống tuốt tới đây là đúng nguyên cái cây bô tăng nhét vô luôn, nó xuống tuốt dưới đây. Còn bình thường cái cổ Titan hoặc cổ inox của Nemo là nó chỉ có nửa khúc thôi, nó đang khúc nhỏ này đó, nó còn cái khúc nhỏ này của bô này là bô ấy nè, đi qua đi không sao, đi không sao á. Đó, đây là cái khúc của mô dinh nè. Thì hồi bữa á, mình quên luôn, tại vì mình không có nghĩ là mình làm cái clip á là cầm cái khúc này lên. Thì sau này chủ xe nó mới nhắc mới nhớ. Đó, thì có cái khúc này nè, là giúp anh em hiểu được là cái cổ tăng nó lên khúc đây và nó bỏ tu âm cho anh em luôn. Thì bình thường mình làm một cái cổ inox, cổ tăng inox nhét vô mô dinh này giá là 650,
thì khi mà cái cổ titan này nhét vô nó sẽ đòi hỏi yêu cầu khó hơn, cho nên mình mới lấy đó là 900, đó là tiền về tiền chất xám và cái tiền độ khó. Và cái thứ hai á, anh em không có hiểu rõ là cái cổ titan nó bao nhiêu tiền và cái mô này nó bao nhiêu tiền. Cái cổ là gần 2 triệu, 1.950.000 hả? Ủa, cổ được rồi. Đó, và cái cổ là gần 2 triệu và một cái mô của anh em nữa. Nếu mà khi làm sai thì anh em á sẽ quy trách nhiệm về ai? Thì dĩ nhiên là tay phải chịu. Anh em không có hiểu là tiền anh em bỏ ra ai là người chịu trách nhiệm. Anh em chỉ nghĩ là cái giá tiền nó mắc hoặc nó rẻ thôi. Nhưng mà quan trọng ở đây là tay làm clip là giải thích cho những người khách của tay và giải thích cho anh em YouTuber nào mà mến. Còn bữa đó là có một số bạn á là coi vô bình luận rất là khiếm nhã, kêu là làm cái cổ mắc quá hay gì đó, kêu là em yêu mến anh Tây đồ mà coi anh Tây biết anh Tây thuốc không có đâu, người ta mặc giày thuốc như vậy. Đầu tiên là khó tính nữa, nhưng mà bây giờ khi mà làm cái mô vậy á có vừa ý em không? Tất với lại, nhưng mà khi mà lên cái cổ mô này nó sẽ phát sinh ra một hiện tượng. Em nói nó bị tình trạng là cái mày đi ra mà giữ ra khoảng 5-6 ngày nó sẽ hợp. Nó hợp nhất hay hợp nhiều? Nó hợp rồi thì nó cũng ít à. Khi mà tự nhiên mà mình kéo một thẳng một đường ra thì nó sẽ hợp. Thì giữ ra chậm 5-6 ngày là hợp. Nhưng mà qua cái tour đó sẽ không. Giống như là 5-6 ngày là sẽ bị hợp, nhưng mà hợp rất là nhẹ. Và quan trọng rất là khó tính. Cho nên là muốn mất cái đó luôn. Với lại một phần nữa xe này làm xăng gió rồi, cho nên là chắc chắn là nó sẽ thiếu xăng. Thì chủ xe khó tính, muốn còn luôn thì chỉ có một cái phương án á, là lên ở show thôi. Còn nếu á, mà những người dễ tính hoặc muốn nhẹ thì thật sự là cái bô này nó rất gắn vô rất là thông, xe nó nhẹ, nó êm và nó không có tiếng ồn nữa, đúng không? Đáp ứng được đó, nhìn cái mặt nó là biết nó khó rồi đó. Đó, thì bây giờ nếu mà ai mà có điều kiện thì lên ở show để giải quyết xăng cổ. Ai không có điều kiện thì khỏi lên ở show, khoảng để vậy chạy bình thường. Tại vì khi mà mình tăng tốc đột ngột hay gì đồ á, mình hoặc là mình vuốt luôn á, nó sẽ không có bị hợp ngay chỗ cái tầm 5-6 ngàn đó. Còn là mình lù mạnh nó cũng qua nữa. Nhưng mà chỉ có khi mà mình cầm ống ga, mình cầm ống ga ngay chỗ tầm 5-6 ngàn mà khi chạy đường trường á thì nó mới bị thôi. Nhưng mà hợp rất là ít, không sao hết. Thì giờ tay sẽ tiến hành gắn ơsu rồi sẽ nằm lên xe này luôn. Đó là đây là cái clip mà đã giải thích cho anh em rõ. Đó là nguyên cây bô tăng vậy nè, đúng không? Nguyên cái cổ tăng luôn, dàn khúc tới đây. Mình cắt cái bô dinh ra, mình hàn nguyên cái cổ tăng vô. Nó thông cái xe, đi mát máy nhẹ xe và không có tiếng nổ lớn. Nó phù hợp với những người lớn tuổi hoặc là những người muốn cái xe. Cái kiểu của em là sao? Em muốn cái xe em sao nãy em nói? Em muốn xe em mà nhẹ nhàng, dễ động hơn mà không có kiểu mà giống như người ngoài chưa thấy mình giống như quậy phá. Em thích cái kiểu mà giống như xe riêng mà phải. Giống như là giống cái ông Sonic màu đỏ đen bữa làm á của ông Giang Giang đâu biết tới á. Ông giống như là muốn làm một cái xe mà nhìn vô là không muốn quậy phá, mà nó giống như là chạy nó nhẹ hơn Vinh, nó mạnh hơn Vinh chút nhưng mà nó êm. Đó. Rồi, giờ cảm ơn em trai đã cầm cái khúc cổ này lên. Tại sao? Khi mà làm 900 đó là có luôn bỏ tổ ong cho anh em. Đây. Bỏ tổ ong này nữa. Đây là cái tổ ong nè, như anh em hay bình thường á xách cái bô đi bỏ tổ ong là đã 300 ngàn rồi. Thấy chưa? Đây, em quay gửi cái bô lại. Rồi, đây là tổ ong nè. Rồi mình sẽ chiếu nè, đây là cũ của người ta vẫn đang đi nè, thấy không? Là cái cổ titan này nó có một khúc thôi. Thì gắn vô rất là dễ. Còn mấy cha nội, không biết mấy cha nội phán sớm quá, mình lắng lên cút trên đây lận. Đó. Và đây là cái tổ ong, sẵn bỏ tổ ong luôn. Mà bỏ tổ ong không rè nha. Tay có nhận bỏ tổ ong không rè với giá 300 ngàn cho mỗi dòng xe. Rồi cảm ơn anh em. Tắt đi em David Giang.